Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sàn Ô tô Mỹ Đình, nơi chuyên cung cấp những chiếc xe siêu chất siêu lướt đã qua sử dụng. Đang có rất nhiều những cái mặt hàng có sẵn giao ngay tại Sàn Ô tô Mỹ Đình để cho mọi người lựa chọn. Và ngày hôm nay thì em Nam Bin sẽ giới thiệu đến cho mọi người hai chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C đang có sẵn. Hai chiếc xe cực kỳ chất và rất là mới. Chiếc đầu tiên đó chính là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0. GLS sản xuất năm 2020. Xe mang biển số thành phố và lăn bánh được hơn 2 vạn km. Trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất là màu kem. Đó. Hơn 2 vạn km thì đương nhiên là lốp theo xe vẫn còn nguyên bản rồi, mọi thứ còn rất là mới. Chiếc xe thứ hai đó chính là chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2021, biển số tỉnh và đã lên rất nhiều đồ chơi rồi. Mọi người đừng ngại vấn đề đăng kiểm nhé. Bên em có hỗ trợ về zin để đăng kiểm lại cho mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm. Và sắp tới đây thì khả năng vấn đề đăng kiểm nó sẽ không quá là phải quan ngại đâu ạ. Về tổng thể của chiếc Hyundai Elantra thì phần đầu xe, một cái mặt ca lăng và cụm tản nhiệt nó to bản và nhìn rất là khỏe. Đèn pha được trang bị 4 đèn bi LED cũng đi kèm với giải LED daylight. Có cảm biến va chạm phía trước và phía sau. Và xe cũng được trang bị cửa sổ trời nha mọi người nhé. Chiếc xe này đăng kiểm còn đến tháng 4 2023. Và chiếc xe vẫn còn bảo hành hãng nha mọi người nhé. Đó. Với tầm giá hơn 600 triệu thì lựa chọn một chiếc sedan hạng C cũng rất là hợp lý đấy ạ. Còn đây là phần đuôi xe của chiếc Hyundai Elantra. Đèn hậu được trang bị những giải đèn LED. Khi mà đi ban đêm, buổi tối bật đèn lên thì nó nhìn sẽ rất là ngầu đấy ạ. Có cảm biến va chạm phía sau. Camera lùi đã được tích hợp. Chúng ta đến với chiếc xe bên cạnh đây, cũng cùng phân khúc và cùng tầm giá xem nhau. Đó chính là chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2021, phiên bản 2.0 Premium, bản cao cấp. Chiếc xe này màu đen, nội thất ghế đỏ đen. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được 2 vạn 7 km thôi. Cũng còn rất là chất và mới nhé mọi người nhé. Chiếc Kia Cerato này sẽ có giá là 645 triệu đồng, biển số tỉnh và hồ sơ cầm tay rồi. Các bác mua về tỉnh thì chỉ việc nộp 2% phí trước bạ rồi bấm biển mới luôn, như xe mới. Còn chiếc Hyundai Elantra màu trắng kia thì có giá là 639 triệu đồng, biển số thành phố. Đăng ký về Hà Nội hay về tỉnh thì cũng ok, hồ sơ sẵn rồi. Đó. Mọi người mà có nhu cầu hai chiếc sedan hạng C này thì hãy đến ngay địa chỉ số 86 Trương Công Giang, Cầu Giấy, Hà Nội, Sàn Ô tô Mỹ Đình để gặp em Nam Bin và sẽ được tư vấn cụ thể hơn và sẽ được những cái gói ưu đãi đầu năm cực kỳ hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ và rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Em Nam Bin xin được trân trọng cảm ơn.